Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 100. Thiên địa lại xuất hiện một âm thanh như sấm rền, trong lúc chân nguyên khuấy động, hai bóng người giao thủ với nhau, sau đó nhanh chóng cách xa nhau. Bụi cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa cháy mạnh, tử điện như rồng, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người, không dám chớp mắt. Ha ha, ta thật không ngờ một tân tú như ngươi lại có thể dồn ép ta đến mức này. Lâm Đào tái mặt, hắn ta bị biển lửa chuyển hướng khi nãy làm chấn thương khá nặng, đòn tấn công đó đã hoàn toàn dập tắt hy vọng tranh giành danh ngạch hạt giống của hắn ta. Sắc mặt hắn ta rất khó coi, cất lời với giọng điệu nặng nề, nhưng chỉ đến thế mà thôi, từ khoảnh khắc ngươi không chịu thua thì kết cục của ngươi đã được định sẵn rồi, ta nhất định phải khiến ngươi tàn phế. Ánh lửa quấn quanh, dung nham màu vàng đang cố định trên người Lâm Đào lại di chuyển một lần nữa. Tia máu dày đặc trong dung nham lại bắt đầu động đậy một cách kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã biến thành dung nham theo thể lỏng, trông rất là đáng sợ. Đặc biệt là những tia máu kia, nó như biến thành một linh trận cổ xưa nào đó, khiến thân thể của Lâm Đào có thể duy trì được trạng thái kỳ lạ này một khoảng thời gian ngắn. Hắn ta giống như viêm ma bò ra từ trong núi lửa lâu năm, khí thế trên người mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ. Ai nấy đều có thể thấy hắn ta đã sử dụng công pháp cấm kỵ huyền dương chiến thể này đến cấp độ cao nhất. Hắn ta muốn dùng nó để trấn áp Lâm Nhất. Lâm Nhất không nói gì, nhưng chiến ý bùng cháy trong mắt hắn đã đủ chứng tỏ sự quyết tâm của hắn. Một lòng hướng kiếm, chưa từng lùi bước. Dù ngươi có là Nam Hoa Thất Anh, ta vẫn một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Đứng trên đài Thăng Long cảm nhận được chiến ý của Lâm Nhất. Lâm Đào cười châm chọc, chết đến nơi rồi vẫn không giác ngộ, chiêu tiếp theo là ta chuẩn bị 4 năm để đối phó với Tam Tiểu Vương, nếu ngươi có thể đỡ được, thì ta coi như chịu thua ngươi. Cú đấm này có tên là Thiên Tuyệt Phệ Nhật, tận hưởng đi. Nói xong, Lâm Đào siết chặt 5 ngón tay, một khí thế hung ác và điên cuồng lại dâng trào trên thân thể tựa như viêm ma của hắn ta một lần nữa. Sau khi thúc dục Huyền Dương Quyết tầng 12 viên mãn đỉnh phong đến mức cực hạn, hắn ta siết chặt 5 ngón tay, bầu trời bên trên đài Thăng Long bắt đầu bốc cháy, ánh lửa đáng sợ tựa như tạo thành một biển lửa mênh mông trên bầu trời. Lúc này, một vài cao thủ thiên phách cũng cảm thấy rất căng thẳng, dị tượng này quá khủng khiếp. Bầu trời rộng lớn biến thành một biển lửa, ánh sáng quẩn quanh trong quyền mang chẳng khác nào một ngôi sao đang ngưng tụ. Thật mạnh quá! Sắc mặt những người ở Đại Tần Đế Quốc đều rất nặng nề. Nguyệt Vi Vi đang ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Yêu Các cũng tỏ vẻ căng thẳng. 2 năm trước lúc quyền này vẫn chưa đến viên mãn, Lâm Đào có giao thủ với ta, cũng khiến ta phải rơi vào thế yếu. Chắc chắn tiểu tử Lâm Nhất kia không thể đỡ được Thiên Tuyệt Phệ Nhật viên mãn. Nét mặt Viêm Long Tử rất dữ tợn, trong mắt hắn ta lộ vẻ hưng phấn. Hắn ta cho rằng, nếu không ngoài dự đoán, đỡ cú đấm này, dù Lâm Nhất không chết cũng sẽ tạm thời mất khả năng chiến đấu. Đến lúc đó miễn cưỡng nhặt về một cái mạng cũng sẽ mất tư cách thăng cấp, tân tú là hắn sẽ chật vật như chó chết, chẳng mấy chốc sẽ bị người ta lãng quên. Uy thế hỏa diễm kinh khủng vẫn không ngừng tích lũy, đồng thời còn có uy áp vô tận đang đánh lên người Lâm Nhất, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này, chênh lệch về tu vi được thể hiện một cách rõ ràng. Nhưng Lâm Nhất vẫn không sử dụng kiếm ý thông linh, hắn cũng không có vẻ căng thẳng hay cuống cuồng. Long văn tử điện trên người hắn liên tục di chuyển, sau đó biến thành một con long mãng bay ra, vòng quanh người Lâm Nhất không ngừng rít gào. Dưới bầu trời rực lửa, hàng trăm con tử điện long mãng rít gào, từng đợt uy lực thương long kéo đến. Uy lực kết hợp với ý cảnh thất sát quyền chưa tan đi, khiến hai mắt Lâm Nhất hằn lên tia máu. Trong con ngươi sâu thẳm có sát khí tuôn trào, không ngừng hội tụ như vô tận. Tựa như nước không thể luyện hóa, cũng như nhật nguyệt không ở trên không trung. Phật môn thất sát ấn. Trên người Lâm Nhất rõ ràng tràn đầy sát khí, tựa như tu la bước ra từ trong địa ngục, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng tĩnh lặng. Cũng chỉ trong nháy mắt, quyền mang muốn nuốt chửng mặt trời kia cuối cùng cũng đã cô đọng lại. Trong quyền mang bộc phát ra ánh sáng màu máu. Ùn ùn kéo đến, mỗi một chùm sáng đều như có uy lực đáng sợ thiêu đốt vạn vật, liên tục chớp lóe. Phụt phụt phụt.
Sát khí vô biên ngưng tụ trên người Lâm Nhất còn chưa hoàn toàn chồng chất lại với nhau đã bị ánh sáng màu máu kia đốt cháy thành mây mù. Thậm chí ngay cả tử điện long mãng bay lượn xung quanh hắn cũng bị huyết mang ngưng tụ từ hỏa diễm đốt nóng, không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Sự kỳ diệu của nó cũng giống với chiêu kinh hồng phá nhật của Lâm Nhất, nhưng quyền mang lại đáng sợ hơn, đốt cháy cả ánh sáng mặt trời. Sát chiêu như thế cũng đáng để mình sử dụng chiêu cuối cùng của thất sát quyền rồi. Khác với sự sợ hãi trong lòng mọi người, Lâm Nhất trông có vẻ tràn đầy sát khí thì lại rất bình tĩnh và ung dung. Chiêu thứ bảy của thất sát quyền, giết không tha, trảm diệt tuyệt. Lâm Nhất hét to một tiếng, chiêu cuối cùng của quyền pháp cấm kỵ được Phật môn thất sát ấn gia trì, cuối cùng cũng được sử dụng một cách trọn vẹn. Sau lưng hắn có sát khí đen kịt ngưng tụ lại, sát khí không ngừng thay đổi, giống như có chúng sinh biến kiếm thành bút không ngừng viết chữ. Trong nháy mắt, một chữ giết cổ xưa xuất hiện sau lưng Lâm Nhất. Vào khoảnh khắc chữ giết xuất hiện, uy áp trên người Lâm Nhất không ngừng dâng cao, nhanh chóng chèn ép bầu trời. Thiên địa rung động, toàn bộ đài thiên long không ngừng đung đưa, như ngày tận thế sắp ập đến. Sau đó, gió mạnh nổi lên, chúng sinh gào thét, những tiếng giết liên tục vang lên. Giết, giết, giết. Mỗi một tiếng giết vang lên, trên chữ giết ở sau lưng Lâm Nhất sẽ có một phần biến thành màu đỏ tươi, khi hô đến lần thứ bảy, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay. Lao về phía trước. Chữ giết đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, Lâm Nhất gào thét xông lên, đỡ lấy quyền mang đáng sợ như muốn hủy thiên diệt địa của Lâm Đào. Trong nháy mắt, hai sát chiêu kinh khủng đủ để chém rách bầu trời va chạm với nhau trên đài Thăng Long. Vừa mới va chạm, Hồ Cửu Long đã dao động dữ dội, những thiên tài đang giao thủ trên đài Thăng Long khác cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Khi hai khí thế hoàn toàn đan vào nhau, sau đó nổ tung, chân nguyên dao động, dị tượng vỡ tan, ánh mặt trời lại xuất hiện một lần nữa, bóng tối cũng không còn, dư âm kinh khủng càn quét xung quanh với tốc độ ánh sáng. Rắc rắc rắc. Kết giới bao phủ đài Thăng Long chợt xuất hiện, bị dư âm của hai sát chiêu làm xuất hiện vết nứt, trông giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. May mắn là trong tay của Thánh Minh đã kịp thời tu bổ kết giới. Nếu không thật sự không dám chắc dư âm này sẽ tạo thành thương vong như thế nào. Đáng sợ. Sắc mặt của đa số võ giả trên khán đài đều tái mét, trong lòng cũng vô cùng rung động. Chỉ là dư âm của sát chiêu đã gần như đánh tan kết giới của đài Thăng Long, nếu đánh trực tiếp, e rằng kết giới đã nổ tung rồi. Nghĩ đến đây, nhiều người đều thầm thấy sợ hãi. Chiến đài cổ xưa rộng mấy chục nghìn mét bị Lâm Nhất đập ra một hố sâu. Bụi và đá vụn bay lên không trung, sau đó lại rơi xuống, chất chồng như núi. Dưới đá vụn, Lâm Nhất không rõ sống chết. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, đầu kêu ong ong, hoàn toàn không ngờ trận chiến này lại dữ dội đến thế. Mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía đài Thăng Long vỡ tan tành, ngạc nhiên nói không nên lời. Đáng sợ quá đi mất. Sát chiêu của hai người này khiến ta cảm thấy hoàn toàn đủ để giết chết cao thủ thiên phách bình thường. Khi nãy trong lúc tỉ thí rõ ràng Lâm Nhất chiếm lợi thế không ít, không ngờ lại thua. Ây, ưu thế về tu vi của Lâm Đào quá rõ ràng, Lâm Nhất không thể đánh ngã hắn ta bằng một đòn, thì chắc chắn Lâm Đào sẽ chiến thắng, nền tảng của Nam Hoa Thất Anh quá vững chắc. Trên khán đài dần vang lên tiếng xì xào bàn tán, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều thấy rõ ràng. Thầm tiếc nuối thay cho Lâm Nhất. Phụt, Lâm Đào rơi xuống từ trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi, nham thạch màu vàng trên người hắn ta xuất hiện rất nhiều vết nứt, có máu tươi chảy ra từ trong vết nứt. Rõ ràng trong lúc tỉ thí, Huyền Dương chiến thể cũng không hoàn toàn áp chế được uy lực của thất sát quyền. Tự tìm đường chết, cứ muốn ép ta đến bước này. Nét mặt Lâm Đào vừa dữ tợn vừa lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Thương Long cửu biến, biến thứ 8. Dưới đống đá vụn đang đè lên người Lâm Nhất chợt vang lên tiếng rồng ngâm, sau đó đá vụn tung bay, biến thành tro bụi, trong tro bụi có điện quang chói mắt chớp lóe. Gần trăm đường long văn tử điện đan xen với Thương Long đang vòng quanh trên người Lâm Nhất, Thương Long đi đôi với tiếng rồng ngâm tựa như sống lại. Oanh! Lôi quang bùng nổ, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, vô số long văn hội tụ trong quyền mang của hắn.
toàn bộ cánh tay phải như biến thành đầu rồng cực kỳ dữ tợn, còn Long Văn Tử Điện di chuyển bên ngoài cơ thể thì giống như thân rồng khổng lồ. Lúc Lâm Nhất duỗi tay vào trong hư không, con rồng cũng khuấy động, làm cho gió mây xuất hiện đầy trời. Cú đấm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Lâm Đào vừa mới rơi xuống đất đã bị đánh bay một lần nữa. Giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Đào lập tức tỏ vẻ điên cuồng, hoàn toàn không thể chấp nhận kết cục này, hắn ta gào thét, điên cuồng điều động Huyền Dương Quyết. Nham thạch vàng vừa vỡ tan lập tức biến thành lưu quang hội tụ lên người hắn ta như đang phát điên, tóc tai rối bù hung hăng lao về phía Lâm Nhất. Kiếm. Lâm Nhất nhướng mày, kiếm Táng Hoa đang đứng yên phía xa lập tức rời khỏi vỏ, biến thành một lưu quang bay đến, năm ngón tay của hắn nắm lại, lập tức cầm chặt thanh kiếm. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, Lâm Đào bị bổ đôi bằng một kiếm. Ống tay áo tung bay, Lâm Nhất phung tay, kiếm bay trong máu tươi tựa như lưu quang quay về vỏ một lần nữa. Ong. Kiếm ý kêu ong ong, vỏ kiếm không ngừng rung lên. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nước chảy mây trôi, dứt khoát gọn gàng. Khi thi thể bị bổ đôi của Lâm Đào rơi xuống đất, kiếm Táng Hoa đã quay lại trong vỏ từ lâu, chỉ có Lâm Nhất với áo bảo xanh đứng thẳng, mái tóc dài tung bay, khinh thường nhìn xuống bát phương. Thi thể bị bổ đôi của Lâm Đào Huyền Dương Diện chậm rãi rơi xuống, không tạo thành tiếng động quá lớn, nhưng xung quanh đang vô cùng yên tĩnh, cho nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trước đó là Tần Dương, bây giờ lại là Lâm Đào. Trong các đệ tử Huyền Dương Điện đã giao thủ với Lâm Nhất, đây đã là người thứ hai bỏ mạng, hai đại đệ tử đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Mọi người đều thấy khiếp sợ, thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải Lâm Nhất và Huyền Dương Điện có khúc mắc gì không. Có lẽ là có một chút thù oán, Hân Tuyệt Sư Huynh chết dưới sự hãm hại của Đại Hoàng tử Đại Tần Đế Quốc. Mà phía sau Đại Hoàng tử chính là Huyền Dương Điện. Đại Hoàng tử vốn cũng là đệ tử của Huyền Dương Điện. Lâm Nhất hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Huyền Dương Điện, thậm chí có thể nói là ghét. Trong chín thế lực cấp bá chủ, hắn còn không ghét Tử Nguyệt Động Thiên đến mức đó, mức độ thế nào. Chính là chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu, trong thú triều nghìn năm khó gặp trước kia, Lâm Nhất chưa từng nhìn thẳng vào Tần Dương. Thậm chí đối phương có liên tục khiêu khích, hắn cũng lười để tâm. Hoàn toàn không muốn dính dáng với bọn họ. Đây là Nam Hoa Thất Anh, rất nhiều người cho rằng, có bọn họ, Tân Tú sẽ rất khó bước vào 10 vị trí đầu. Nhưng hắn ta lại chết dưới kiếm của Lâm Nhất, đừng nói là giành vị trí trong bảng 10, ngay cả cơ hội sống tiếp cũng không có. Lúc trước không có một ai xem trọng kiếm khách áo xanh này, không cảm thấy hắn có tư cách tranh giành danh ngạch hạt giống. Bây giờ... hắn đã dùng thực lực mạnh mẽ để mọi người không dám xem thường. Chết tiệt! Trên vị trí của Huyền Dương Điện, rất nhiều trưởng lão xa sầm mặt, nét mặt cực kỳ u ám. Bọn học đều nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt tràn đầy sát khí chỉ muốn lập tức lao xuống đánh chết kiếm khách này. Giết chết Tần Dương thì thôi đi, bây giờ còn giết cả Lâm Đào. Như vậy, trong quần Long Thịnh Yến, Huyền Dương Điện của bọn họ sẽ không có được thành tích nổi bật. Bọn họ vốn đã xếp cuối trong chín thế lực rồi, sau thịnh yến này, e rằng sẽ càng thê thảm hơn, tương lai có thể giữ địa vị bá chủ ở Nam Vực hay không cũng rất khó nói. Bọn họ đều rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, nơi này là quần Long Thịnh Yến. Người của Tử Nguyệt Động Thiên chết trong tay Lâm Nhất mà Tử Nguyệt Động Thiên cũng không làm gì, càng không nói đến bọn họ, dù có tức giận đến mấy cũng phải nhịn. Nhưng nếu nói đến sắc mặt, có lẽ Viêm Long Tử còn khó coi hơn người của Huyền Dương Điện. Sao, sao có thể chứ? Viêm Long Tử trợn tròn mắt, trước đó hắn ta thề thốt, nói rất chắc chắn là ở trước mặt cao thủ chân chính, Lâm Nhất chẳng khác nào một tên vô dụng, nhất định không thể làm gì được. Nhưng chiêu kiếm kia của Lâm Nhất không chỉ chém chết Lâm Đào, mà còn là một bạt tai tát mạnh lên mặt hắn ta. Viêm Long Tử tức muốn hộc máu. Lâm Nhất này chắc chắn là khắc tinh của hắn ta, liên tục khiến hắn ta mất mặt. Các đệ tử khác của Thiên Yêu Các không dám nói gì, đều cảm nhận được khí lạnh trên người Viêm Long Tử, ai cũng ngồi im, chỉ thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn trộm. Đồ vô dụng, chỉ có chút bản lĩnh như thế còn muốn khiêu chiến với Tam Tiểu Vương, bị chém chết là đáng đời.
Viêm Long Tử vô cùng tức giận, liên tục mắng chửi, trút hết tất cả nỗi tức giận trong lòng lên Lâm Đào đã chết. Chín trượng rồi. Đúng lúc này, xung quanh vang lên âm thanh như sấm. Sau khi nuốt hết khí huyền hoàng của Lâm Đào, long ảnh của Lâm Nhất đã dài tới 9 trượng, long ảnh gần 100 mét bay lượn trên không trung, uy mãnh bá đạo. Lợi hại thật đấy, bây giờ ngay cả mấy người nhóm Vũ Hạo Thiên cũng không dám khinh thường hắn. Không thể đoán trước được ai sẽ là tuyển thủ hạt giống trong nhóm 4 đâu. Không ngờ Lâm Nhất lại là người đầu tiên đạt được long ảnh 9 trượng, còn nhanh hơn cả Tam Tiểu Vương, đáng sợ quá. Trận chiến tiếp theo của nhóm 4 rất đáng mong đợi, Nam Cung Vãn Ngọc, Lý Mộ Bạch, Lâm Nhất, ai mới là kiếm khách mạnh nhất. Với kiếm pháp đã thể hiện ra lúc này, Lâm Nhất vẫn còn chênh lệch khá xa với Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc, không biết hắn có còn lá bài tẩy nào không? Khó nói lắm, trước trận chiến này, người có cho rằng Lâm Nhất có thân thể và quyền pháp đáng sợ như thế không? Có điều Lâm Nhất thiệt thòi ở chỗ vừa đại chiến với Lâm Đào, lá bài tẩy cũng bị bại lộ rồi. Long ảnh chín trượng chợt xuất hiện khiến mọi người bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Nhất, không ngừng thẳng thốt. Rõ ràng Lâm Nhất trên đài Thăng Long cũng khá ngạc nhiên. Hắn cũng đoán được nếu giết chết Lâm Đào sẽ lấy được rất nhiều khí huyền hoàng, chỉ không ngờ rằng lại có thể khiến long ảnh dài thành chín trượng. Đến khi long ảnh bay vào trong cơ thể, Lâm Nhất cảm nhận được tinh khí thần hao tổn vì trận chiến khi nãy đang được bổ sung với tốc độ vô cùng nhanh. Vô hình chung, khí thế của hắn lại mạnh hơn rất nhiều, khiến người ta có cảm giác vững chãi, không giận mà oai. Cảm giác này quá huyền diệu, nếu mình lập tức luyện hóa long ảnh chín trượng này, e rằng sẽ lập tức thăng lên bán bộ thiên phách. Lâm Nhất thầm nói trong lòng, thậm chí hắn còn cảm nhận được kiếm ý của mình đang không ngừng cô đọng lại dưới sự bồi bổ của long khí. Tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng lợi ích toàn diện mà long ảnh mang đến cho hắn. Vụt! Lúc này, Lâm Nhất cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lùng xuyên qua hư không, rơi vào người hắn. Là Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc. Ánh mắt nhìn hắn của hai người chứa đựng chiến ý cực kỳ dữ dội, thậm chí bọn họ còn không giấu đi kiếm ý trên người. Dưới sự gia trì của kiếm ý, phong mang khi nhìn về phía Lâm Nhất cũng trở nên vô cùng sắc bén. Ý đồ của hai người đều khá rõ ràng, long ảnh hào hùng của Lâm Nhất chứa đựng không biết bao nhiêu khí huyền hoàng. Chỉ cần đánh bại hắn, bọn họ sẽ cướp được một nửa khí huyền hoàng, cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, thấy hết thái độ của Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch, cũng hiểu được suy nghĩ của hai người. Chiến đấu theo nhóm không còn bao nhiêu trận nữa, hắn sẽ nhanh chóng gặp hai người họ, khó tránh khỏi phải chiến đấu một trận. Suy nghĩ của hai người họ giống nhau, cảm thấy hắn đã đánh nhau với Lâm Đào, gần như bị dồn đến bước đường cùng, chắc là không còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa. Cuối cùng thì Lâm Đào cũng đã bị hạ, sức công phá này làm cho người khác thật sự kinh ngạc. Rốt cuộc thì Lâm Nhất mạnh đến mức nào? Chỉ nói riêng về kiếm pháp thì đã chẳng hề thua kém gì Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch rồi, lại thêm ưu thế về thể xác, nếu chân chính chiến đấu thật thì khó nói lắm. Đúng đấy, ta trông bộ dạng Nam Cung Vãn Ngọc cùng Lý Mộ Bạch nếu muốn ăn chắc Lâm Nhất cũng có hơi tự tin quá mức rồi đấy. Trận đấu vẫn đang tiếp tục, có lẽ bởi vì bị Lâm Nhất kích thích, trận đại chiến tiếp theo cũng vô cùng kịch liệt, dũng mãnh không thôi. Nhất là khi đám người Viêm Long Tử cùng Vũ Hạo Thiên ra sân, chỉ cần đối thủ không chịu nhận thua, trong vòng 3 chiêu sẽ bị đánh chết tức tươi. Không lâu sau, long ảnh trên người Viêm Long Tử, Triệu Vô Cực và cả Vũ Hạo Thiên lần lượt đã cao đến 9 trượng, hào quang chiếu lóa cả mắt, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Có điều long ảnh này đạt đến 9 trượng đã là cực hạn. Làm cho người khác tò mò là rốt cuộc nó có thể vượt qua 9 trượng hay không, mà nếu đột phá được thì đáng sợ đến mức nào. Sau khi Lâm Nhất nhắm mắt nghỉ ngơi tầm nửa giờ, đột nhiên bị một loạt tiếng hò hét đánh thức. Tiếng hò hét này còn hăng hái hơn khi hắn hay thậm chí là Tam Tiểu Vương ra sân, toàn bộ tiếng nghị luận trong hội trường cực kỳ sôi nổi, cứ như trời long đất lở vậy. Lâm Nhất hé mắt nhìn sang lập tức biết được nguyên nhân ngay. Nhóm hai người đang đứng trên đài Thăng Long chính là Nguyệt Vi Vi đối mặt với Khuynh Nhược U.
Chuyện hai người này được phân thành một nhóm đã bị khác người để ý từ lâu, bất kể là Nguyệt Vi Vi hay Khuynh Nhược U, cả hai đều rất nổi tiếng. Đừng xem thường thực lực của hai người họ, vượt qua bao nhiêu trận đấu, thì sớm đã biết không hề tầm thường, bởi vì họ cũng đã nằm trong danh sách 10 người đứng đầu. Còn chưa nói đến vẻ đẹp của cả hai đều có thể xem là tuyệt sắc, nhất là Nguyệt Vi Vi. Một nữ tử quyến rũ, tài hoa phong nhã, chỉ cần cau mày mỉm cười, giơ tay nhấc chân cũng đủ làm lòng người say đắm, khiến người khác một khi mất cảnh giác liền sa vào mà mất kiểm soát. Khuynh Nhược U cũng được tính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng phải nói việc đứng chung trên võ đài với Nguyệt Vi Vi quả là xui rủi của nàng ta, dù là tài hoa phong nhã hay dung mạo mỹ lệ đều có phần kém hơn. Gương mặt này của ngươi nhìn chướng mắt thật. Sắc mặt Khuynh Nhược U rét căm, đáy mắt giấy lên luồng sát ý, lạnh lùng nói. Nét mặt Khuynh Nhược U vô cảm, trong giọng nói tỏa ra hàn ý khiến người ta kinh hãi. Thứ hàn ý này vừa tuôn ra đã khiến nhiều người trên khán đài không khỏi phải dùng mình, sắc mặt cũng chăm chú theo dõi hơn. Trận đấu này dường như không đơn giản như người ngoài tưởng tượng. Không ít ánh mắt người xem đều lóe lên, họ liền nghĩ đến ân oán giữa Lâm Nhất và Khuynh Nhược U, dù rằng đã bị Tử Nguyệt Động Thiên áp xuống. Nhưng cũng khó tránh vài đôi ba lời đàm tiếu tọc mạch, hôm nay có vẻ giữa hai người bọn họ đã kết thù hận rất sâu. Xem ra sát ý trong mắt Khuynh Nhược U này không hề giả vờ chút nào. Trái lại cũng để ý nhiều lắm, vậy để ta xem, tỷ tỷ người vô tình đến thế nào đi. Nét cười trên mặt Nguyệt Vi Vi cũng không giảm, sức quyến rũ trong đấy lại pha lẫn thêm hàn ý và giễu cợt. Nguyệt Vi Vi giao đấu với Khuynh Nhược U, hai đại mỹ nhân đối đầu đáng lẽ phải hòa nhã hơn mới đúng. Đằng này xem ra tình cảnh lại càng dương cung bạt kiếm hơn. Đôi bên đều âm thầm phân cao thấp, nhất là gương mặt của Khuynh Nhược U giờ lại thêm lạnh lẽo đáng sợ. Không tính đến tướng mạo, thực lực của các nàng cũng rất mạnh, khi nhìn thấy sắp giao thủ, bốn phía vẫn không ngừng nghị luận. Khuynh Nhược U có thể vào được 10 vị trí đầu thì ắt hẳn đã có chuẩn bị, Tử Nguyệt tâm kinh mạnh đến quỷ dị. Còn về Nguyệt Phi Vi, từ đầu đến cuối vẫn luôn thần bí chưa để lộ gì nhiều, quả thật muốn nói ai chiếm ưu thế hơn cũng rất khó. Còn phải nói sao, chắc chắn là Khuynh Nhược U rồi, Tử Nguyệt Động Thiên trong 9 đại bá chủ sâu không lường được, Tử Nguyệt tâm kinh danh chấn nam vực. Nguyệt Vi Vi cũng chỉ là ăn may, sở trường của nàng ta là công kích bằng âm luật, một khi đứng trước cao thủ chân chính thì rất khó mà tưởng tượng được ứng phó ra sao. Đúng thế, tuy đạo âm luật cũng vô cùng thâm thúy, tu luyện khó khăn khôn cùng, nhưng phải vượt qua cảnh giới thiên phách mới thể hiện ra hết uy lực. Còn bây giờ thì vẫn chưa đáng để xem đâu. Vậy thì chờ xem, bắt đầu rồi kìa. Giữa lúc mọi người vẫn hăng say nghị luận, Khuynh Nhược U và Nguyệt Vi Vi đã chính thức bắt đầu giao thủ. Oanh! Hai tay Khuynh Nhược U kết ấn, ánh tím trên người vụt sáng, một quầng trăng sáng dần dần hiện ra bao phủ toàn bộ đài Thăng Long. Nàng ta muốn rằng khi vừa điểm chỉ thì liền đóng băng luôn cả đối thủ, giành chọn chiến thắng ngay lập tức. Bích Hải Thanh Thiên. Nguyệt Phi Vi cầm ngọc tiêu thon dài ngưng tụ chân nguyên trong lòng bàn tay, giơ tiêu lên đâm thẳng về phía trước như dùng kiếm. Kiếm vừa xuất kích như xé toạc đất trời làm hai mảnh, dưới ánh kiếm chiếu rọi, trời cao là một mảnh không trung quang đãng, bên dưới thì lại là sóng biển xanh biếc trải dài vô tận. Keng. Hàn quang bộc phá làm quầng trăng như vỡ vụn đầy đất, kiếm quang vút bay nhanh như chớp. Khóe mắt Khuynh Nhược U thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dùng thân pháp khéo léo tránh một kiếm khủng khiếp kia, nhưng khi nàng ta cật lực né tránh cũng đã đáp trả lại một quyền. Oanh oanh! Quầng trăng màu tím giữa không trung đóng băng lại thành từng mũi tên băng, phát ra tiếng ken két xé gió lao vùn vụt về phía Nguyệt Vi Vi. Nguyệt Vi Vi thong dong điềm tĩnh đưa tay lên để lộ cổ tay trắng như tuyết, cầm ngọc tiêu nhẹ nhàng gõ giữa không trung. Keng, keng! Tức thì vang lên tiếng tiêu văng vẳng, sóng âm đã bị tiêu trừ mất, hàng trăm mũi tên băng đang lao đến giữa chừng đã bị đánh vỡ vụn. Bất chợt, nàng ta xoay người bay vút lên không, trường y đỏ rực như hoa mẫu đơn tươi đẹp nở rộ, từng ngón tay thon dài nắm chặt ống tiêu xoay mấy vòng. Oanh oanh! Giữa lúc ống tiêu đang chuyển động đột nhiên tiếng tiêu lại vang lên, mỗi một đợt sóng âm lay động đều thành từng mảng lớn.
giống như ngàn cơn sóng lớn từng vòng một không ngừng đánh thẳng vào chân nguyên hộ thể trên người Khuynh Nhược U. Ở giữa không trung, vòng hào quang màu tím của ánh trăng trên cao đang dần bị sóng âm làm phai mờ. Sắc mặt mọi người khẽ biến, hoảng hốt không thôi, thành tựu về đạo âm luật của Nguyệt Vi Vi thật sự khó lường. Đây chỉ mới là chuyển động ngọc tiêu, vẫn còn chưa thổi, vậy mà đã tạo nên tiếng động âm tiết lớn đến thế này. Tất cả những người trước đó xem thường đạo âm luật đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Con tiện nhân kia. Sắc mặt Khuynh Nhược U đen kịt, thầm mắng trong lòng, xoay người giữa không trung hung tợn chảo đến. Tử Nguyệt xuyên tâm chảo. Tử Nguyệt tâm kinh bao la vạn tượng, ngoại trừ công pháp còn ẩn giấu vô số võ kỹ siêu phẩm cấp địa đứng đầu, bên trong còn chứa rất nhiều tuyệt kỹ người ngoài khó mà hiểu biết được. Tử Nguyệt xuyên tâm chảo này cũng là một trong số đó, chiêu thức này hết sức độc địa, chỉ trong phút chốc đã có thể đâm thủng ngực moi tim của đối thủ. Leng keng. Nàng ta đánh ra một chảo giữa không trung, lập tức xé nát hết thảy sóng âm, tay phải nhanh như chớp bất chợt tung chiêu tử tinh cốt chảo đánh về phía ngực Nguyệt Vi Vi. Dưới ánh trăng, tốc độ ra chiêu nhanh đến nỗi ngay cả tàn ảnh cũng không có, chỉ có tiếng xé gió chói tai rít gào thảm thiết. Nguyệt Vi Vi cũng không xem thường, búng người bay lên không vung tiêu về trước cản lại. Nguyệt Vi Vi thấy vậy nhếch môi cười khẽ, tay trái chợt kéo nhẹ giữa không trung, liền thu về toàn bộ cánh hoa đang phủ kín đài Thăng Long. Giống như một đóa hoa đang nở rộ từng cánh dần dần khép lại, trong quá trình khép lại không ngừng chèn ép không gian hoạt động của Khuynh Nhược U. Bỏ mặc Khuynh Nhược U đang bị mắc kẹt ở trong đấy. Chiêu thức hèn hạ, yêu nữ, đợi ta thoát ra được sẽ xé rách gương mặt đáng ghét của ngươi. Khuynh Nhược U nhìn thấy nụ cười trên mặt Nguyệt Vi Vi liền thở hắc lạnh lùng mắng chửi. Hừ, tiếng mắng chửi vừa dứt, đóa hoa màu đỏ thấm khép lại toàn bộ, kẹp chặt Khuynh Nhược U ở bên trong. Ngay lúc những võ giả trên khán đài lo lắng Khuynh Nhược U sẽ bại trận, bỗng đóa hoa màu đỏ thấm đang ngưng tụ chân nguyên kia đột nhiên vỡ tan kèm theo một tiếng nổ oanh động. Vô số vụn băng màu tím xuyên thủng đóa hoa này, bắn về phía Nguyệt Vi Vi. Bên trong đóa hoa bây giờ đã bị một vòng ánh sáng tím oanh tạc, cả đài Thăng Long cũng đang bị chấn động kịch liệt. Trường Hà Tiệm Lạc. Khi những vụn băng tử nguyệt đáng sợ sắp bắn đến, Nguyệt Phi Vi rót toàn bộ chân nguyên vào trong ngọc tiêu, điên cuồng lùi về sau, vung ngọc tiêu ra tạo thành một cái bóng uốn lượn như một dòng sông. Những vụn băng tím đang dần áp sát nàng ta nhất thời lơ lửng ở giữa không trung, kế đó liền vỡ tan thành trăm mảnh. Vô số mảnh quầng trăng màu tím bắn ra như pháo hoa đang nở rộ giữa trời, nhưng dù cho ánh sáng lộng lẫy đấy có đẹp đẽ đến mấy thì cũng quá mức kinh khủng. Hết thảy giống như là máu tươi ánh tím còn sót lại trên không mãi không tan. Tiểu tiện nhân kia, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì nhanh chóng mà chịu thua đi. Khuynh Nhược U sải bước đến với ánh mắt sắc bén, trong con ngươi chất chứa gai nhọn trực chờ bắn ra. Nguyệt Phi Vi đang ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười say đắm lòng người, nàng ta cứ như chẳng nghe thấy tiếng mắng chửi của Khuynh Nhược U, cười nói, được thôi. Vậy tỷ tỷ nghe tạm một khúc tiểu huân hồng của ta nha. Khuynh Nhược U đứng nhìn đối phương đặt ống tiêu lên môi, ánh mắt tỏa ra khinh thường, lạnh nhạt nói, bàng môn tà đạo, thủ đoạn dơ bẩn, ngươi cứ ở đó mà thổi đi. Người nào sợ chứ? Khuynh Nhược U không sợ tiếng tiêu kia, chỉ cần vòng tử nguyệt vẫn còn kia, không chỉ có thể triệt tiêu công kích tinh thần của tiếng tiêu, thậm chí còn có thể chiếm đoạt toàn bộ chân nguyên trên người đối phương. Nếu thổi xong khúc kia nàng ta vẫn chưa ngã xuống thì ắt hẳn đối thủ phải hao tổn hết chân nguyên, còn lại thì mặc nàng ta gây khó dễ. Dưới ánh trăng thì không gì có thể lẩn trốn được. Yêu nữ. Khuynh Nhược U khẽ cắn đầu lưỡi, chốc lát nàng ta đã tỉnh táo được một chút, vẻ mặt lại vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nàng ta vội vận chuyển Tử Nguyệt Tâm Kinh, muốn ngăn trở tác dụng của tiếng tiêu lại, cùng lúc đó bất chợt đánh về phía Nguyệt Phi Phi. Nàng ta xuất kích chính là chiêu Tử Nguyệt xuyên tâm chảo vô cùng ngoan độc. Soạt, có lẽ vì nàng ta vừa chuyển động nên tiếng tiêu kia lại vang lên bên tai nàng ta, âm thanh đó khi thì là lướt, lúc thì vui tai lại còn nũng nịu rên rỉ không ngừng. Cùng lúc đó, một màng sương mù chợt xuất hiện trước mặt nàng ta, bỗng hiện lên một túp lều vải hoa mai, bên trong có cả nam lẫn nữ áo quần xộc xệch, không ngừng cười đùa.
Sát chiêu của Khuynh Nhược U lập tức liền rối loạn trong gang tấc, nàng ta cố gắng dùng sức lực ý chí để ngăn cản tiếng tiêu quấy nhiễu. Lúc này, âm thanh đã ngày một rõ rệt hơn, kết thanh giai điệu, nàng ta đã bị nhấn chìm vào đấy không còn tự kiềm chế được bản thân, đánh mất chính mình. Bấy giờ, trên đài Thăng Long đã xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, hai má Khuynh Nhược U đỏ ửng, mất kiểm soát cởi bỏ vạt áo để lộ ra xuân sắc, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa theo tiếng tiêu. Trong nhất thời nàng ta đã thần hồn điên đảo, liếc mắt gợi tình, vẻ mặt yêu kiều khiến người khác phải thương tiếc, đôi mắt long lanh trực trở hơi nước mê đắm lòng người. Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên đài Thăng Long đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đầy xuân sắc như vậy, cả hội trường bỗng chốc nổi lên phong ba bão tố, từng đợt tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Tất cả đều xem đến ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin vào mắt mình. Đây chính là công chúa nhỏ của Tử Nguyệt Động Thiên, thế mà không cần mặt mũi nhảy múa mua vui giữa quần long thịnh yến như thế. Nhưng có điều cũng có rất nhiều người say mê nhìn ngắm đến thất thần, thậm chí còn không kiềm được đánh ực nuốt nước miếng. Lúc tiếng tiêu bỗng ngưng lại, bọn họ có bày tỏ chưa thỏa mãn, dư vị chưa dứt. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nguyệt Phi Vi buông ngọc tiêu xuống, nhìn qua rồi cười tủm tỉm, để Khuynh Nhược U thoát khỏi mộng mị. Cho đến khi Khuynh Nhược U giật mình tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng của bản thân, gương mặt liền đỏ bừng tức giận, đáy mắt giấy lên sát ý không ngừng, hung tợn nhìn chằm chằm về đối phương, quát lớn, yêu nữ, ta giết ngươi. Nguyệt Phi Vi nhếch mép, bay vọt lên không trung, dương ngọc tiêu lên tiếp tục thổi. Sắc mặt Khuynh Nhược U lập tức biến đổi, vẻ mặt trở nên mơ màng, nàng ta vừa rồi còn định giết chóc giờ thì đôi mắt hoa đào lại tiếp tục uyển chuyển nhảy múa theo tiếng tiêu. Đủ rồi. Phú Hạo Thiên nhìn về phía trọng tài, nói với giọng điệu nặng nề. Sắc mặt trọng tài kia hơi khó coi, một lúc sau ông ta mới nói, lần sau sẽ không được ngoại lệ như thế nữa. Tỷ tỷ đi thong thả, Nguyệt Phi Phi vẫn cười tủm tỉm, khuôn mặt xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, trông có vẻ rất ngây thơ vô hại. Trong tiếng xôn xao, Phú Hạo Thiên đưa Khuynh Nhược U trở lại chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên. Sắc mặt trưởng lão tông môn đều rất khó coi. Vô số ánh mắt nhìn tới, những người bình thường luôn thích sự dõi theo của người khác đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Lâm Nhất trên khán đài nhìn Nguyệt Phi Phi rời khỏi đài thi đấu, thầm nói, nữ nhân này đúng là một yêu tinh. Không thể động vào, không thể động vào. Lần này Khuynh Nhược U thật sự gặp phải kẻ khó chơi rồi, Tô Hàm Nguyệt chỉ tát nàng ta hai bạt tai. Còn Nguyệt Phi Phi lại khiến nàng ta suýt cởi sạch trước mặt mọi người. Với tính cách kiêu căng ngạo mạn của nàng ta, chắc chắn việc này còn khiến nàng ta khó chịu hơn là bị giết. Dù trận chiến của Nguyệt Phi Phi và Khuynh Nhược U đã kết thúc, nhưng lời bàn tán liên quan đến nó vẫn chưa dừng lại. Trận chiến này thật sự quá đặc sắc, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nếu nói thẳng thì nó còn khiến người xem kích động hơn việc Lâm Nhất giết chết Lâm Đào nhiều. Khuynh Nhược U là một người thế nào, tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, tính cách kiêu căng, thân phận cao quý, có biết bao người theo đuổi ở Lôi Châu. Dù không phải người của Lôi Châu cũng từng nghe nói nàng ta kiêu ngạo đến mức nào. Bình thường rất nhiều người đều xem việc có thể gặp nàng ta một lần là vinh dự, vì một lời khen của nàng ta mà lao vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lúc ở thành Thiên Lăng, Lâm Nhất đã cảm nhận sâu sắc chuyện này, chỉ vì một câu nói của nàng ta. Không, thậm chí nàng ta còn chưa nói một câu đã khiến Thất Tú Thiên Lăng đuổi cùng giết tận hắn, gần như ép hắn đến bước đường cùng, đến bây giờ Ngựa Huyết Long vẫn còn không rõ sống chết. Giờ nghĩ lại, Tô Hàm Nguyệt tát nàng ta hai bạt tai vẫn còn nhẹ lắm. Thủ đoạn của Nguyệt Phi Phi mới thật sự là trừng phạt, vạch trần mặt nạ dối trá của nàng ta một cách vô tình. Không phải nàng ta thích ra vẻ ngạo mạn lắm sao? Vậy thì để người của toàn bộ cổ vực Nam Hoa nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của nàng ta, khiến nàng ta không trốn dung thân, mất sạch thể diện. Nguyệt Phi Phi này đúng là yêu tinh, thủ đoạn quá đáng sợ. Trông có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng nếu thật sự ra tay sẽ khiến người ta phải lạnh sống lưng. Võ giả trên khán đài đều đến từ cổ vực Nam Hoa, loại người gì cũng có vài đề tài đệ tử chính phái không dám hùa theo. Còn tán tu và các tông môn xa xôi thì lại không hề kiêng dè, tiếng cười vừa chói tai vừa thô tục. Nhưng những người này nói rất đúng,
tiếng bàn tán xung quanh, người của Tử Nguyệt Động Thiên đều nghe thấy rõ ràng. Có người nhanh mắt phát hiện sắc mặt trưởng lão và đệ tử từ trên xuống dưới của Tử Nguyệt Động Thiên đều tái xanh, tức đến mức cắn răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ lại không thể nổi giận, nếu không sẽ còn ảnh hưởng đến danh dự của huynh Nhược U hơn, chỉ có thể cố chịu đựng. Có thể tưởng tượng được bọn họ tức giận đến mức nào. Đa số các đệ tử của chín thế lực cấp bá chủ đều ngồi im, không dám nói gì, bọn họ có thể cảm nhận được sát khí trên người Vũ Hạo Thiên. Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn Vũ Hạo Thiên sẽ ra tay với Nguyệt Phi Vi, không thể nào bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như thế được. Khán đài vẫn bàn tán khá xôn xao, mãi đến khi Bạch Lê Hiên của nhóm 2 ra sân, xung quanh mới yên tĩnh được một chút. Nhóm 2, Bạch Lê Hiên chiến đấu với Dương Liệt. Xì xào. Hội trường rộng lớn lại bắt đầu xôn xao, vô số ánh mắt đều tập trung về phía đài Thăng Long của nhóm 2. Thật ra mọi người vẫn luôn có đánh giá với Tân Tú, nhưng đánh giá này vẫn luôn thay đổi. Ví dụ như Phong Vô Đạo trước đó vốn rất đắc thế, sau khi liên tục thua mấy trận thì dần dần bình thường trở lại. Đến bây giờ, cũng không còn bao nhiêu Tân Tú chiến mã chưa sử dụng hết tiềm lực, vẫn có thể mang đến ngạc nhiên cho mọi người. Đương nhiên không cần nói đến Lâm Nhất, bây giờ hắn đã chém chết Lâm Đào, đang là người được chú ý nhất. Thứ hai chính là Nguyệt Phi Vi, tình cảnh khi nãy có thể nói là rửa mắt toàn bộ hội trường, biệt danh yêu tinh vô cùng chính xác, không ai dám xem thường. Ngoài ra còn có ma đao Trúc Thanh Sơn, kiếm kinh lôi Bạch Lê Hiên, và Phương Hàn Lạc bất tử mạnh mẽ. Đầu tiên nhắc đến ma đao Trúc Thanh Sơn, nhiều người cho rằng hắn ta mạnh hơn Lâm Nhất một chút, chiến mã này đem lại cho mọi người một cảm giác đáng sợ. Đến bây giờ, có lẽ hắn ta chính là vua giết người trong quần Long Thịnh Yến, người chết trong tay hắn ta nhiều hơn Lâm Nhất không biết bao nhiêu lần. Thật sự xứng với cái tên ma đao, nếu không vì hắn ta quá hung ác và tàn nhẫn, thì chắc chắn độ nổi tiếng của hắn ta sẽ không thua vì Lâm Nhất. Phương Hàn Lạc chính là một nhân tốt kỳ quái, một người dùng đại chiến để đột phá giới hạn của bản thân, dạo chơi bên bờ sinh tử. Mấy trận đại chiến đều cực kỳ mạo hiểm, rất nhiều người đều cảm thấy sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ hại chết mình. Nếu có thể thắng, hắn ta chẳng những có tư cách thăng cấp lên 20 người mạnh nhất, mà địa vị trong lòng mọi người cũng sẽ được nâng cao, có thể sánh bằng Lâm Nhất và Trúc Thanh Sơn. Trận chiến này cực kỳ quan trọng với hắn ta. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất trong quần Long Thịnh Yến của hắn ta từ trước đến nay. Trong trận chiến này, hắn ta không có đường lui, vì thắng trong chiến đấu theo nhóm thì chắc chắn sẽ được vào vòng tiếp theo, hơn nữa khí huyền hoàng tích lũy trên người hắn ta cũng vô cùng khổng lồ. Người cảm nhận được sự kỳ diệu của Long Ảnh đều không thích cảm giác bị người khác cướp đi khí huyền hoàng sau khi thua trận. 4 năm trước ta thua sư tỷ Khương Tử Diệp của ngươi. Không ngờ 4 năm sau ta còn chưa tìm nàng ta trả thù, sư đệ của nàng ta lại đến tìm ta rồi, quần Long Thịnh Yến đúng là thú vị. Dương Liệt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Lời nói của hắn ta không quá sắc bén, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra hắn ta không xem trọng Bạch Lê Hiên. Đối thủ của Dương Liệt hắn ta chỉ có thể là Khương Tử Diệp trong Nam Hoa Thất Anh. Không ngờ giữa các hạ và sư tỷ của ta còn có chuyện này. Vậy thì nên chấm dứt ở đây đi, chỉ cần thua trong tay ta là được, đừng có ý đồ gì với sư tỷ của ta nữa, có lẽ ngay cả tư cách tiến vào bảng 10 mà ngươi cũng không có ấy chứ. Bạch Lê Hiên mặc áo bào trắng, vóc người thon dài, nho nhã anh tuấn, nền tảng thánh thể khiến hắn ta trông rất có khí phách, rất thu hút sự chú ý của người khác. Lời nói của hắn ta rất tùy ý, nói chuyện cũng không hề vòng vo. Ta đến đây là để dùng kiếm trong tay đánh bại ngươi. Hai người đứng đối diện nhau, còn chưa giao chiến mà xung quanh đã đầy mùi thuốc súng, trận chiến giữa người cũ và người mới thế này luôn khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Lời nói thờ ơ của Bạch Lê Hiên thành công khơi gợi ý chí chiến đấu của Dương Liệt, hắn ta cười khẩy, vậy thì ra tay đi, để ra xem thử ngươi có gì mà ngông cuồng như thế. Trong lúc nói chuyện, uy thế trên người Dương Liệt không ngừng dâng lên. Sau khi nói xong câu này, khí thế trên người hắn ta lập tức biến thành ngọn lửa vô biên, muốn đốt sạch bát hoang, coi trời bằng vung. Kinh lôi vang vọng, Bạch Lê Hiên xuất kiếm, không nhìn thấy kiếm quang, chỉ có thể nhìn thấy điện mang nhỏ dài và cô đọng thoáng lướt qua rồi biến mất. Cút đi!
Dương Liệt hét to, chân nguyên hỏa diễm hào hùng như biến thành một tấm chắn, đẩy đòn tấn công của Bạch Lê Hiên đi. Xẹt. Kiếm quang nổ tung, tia lửa bắn tung tóe, chiêu kiếm khí thế hung hăng của Bạch Lê Hiên bị dư chấn đánh bay ngược về. Nhưng hắn ta không hề hoảng hốt, hắn ta xoay người đâm ra một kiếm về phía ngực của đối thủ, bầu trời lập tức xuất hiện lôi vân. Lôi vân nằm trong tầng mây dày nặng, kết hợp với sự áp đảo của Bạch Lê Hiên dưới mặt đất, tựa như có một con rồng đang di chuyển trong mây. Quả nhiên là thế. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn đã đoán từ lâu là Bạch Lê Hiên nắm giữ ý chí lôi đình, hơn nữa còn đã dung hợp hoàn mỹ với kiếm ý của hắn, biến thành kiếm ý lôi đình hoàn toàn mới. Sau khi rất nhiều thiên tài kiếm đạo của cổ vực Nam Hoa đạt tới kiếm ý tiên thiên, dưới tình huống mãi không thể thăng cấp lên kiếm ý thông linh, bọn họ sẽ thay đổi hướng tu luyện, không lãng phí thời gian để đột phá kiếm ý thông linh trong vô vọng nữa mà sẽ tìm một con đường khác. Ví dụ như hắn ta dung hợp ý chí võ học và kiếm ý lại với nhau một cách hoàn mỹ, khiến kiếm ý mạnh hơn một bậc, thực lực của hắn ta cũng sẽ tăng vọt. Nhưng con đường này không hề dễ đi, đầu tiên, lĩnh ngộ ý chí võ học khác rất khó. Muốn dung hợp hai thứ lại với nhau càng cần có thiên phú kiếm đạo như thiên tài, cũng không dễ dàng hơn kiếm ý thông linh là bao. Bây giờ, ở cổ vực Nam Hoa chỉ có hai người có thể làm được đến bước này. Nam Cung Vãn Ngọc nắm giữ Hàn Băng kiếm ý, Lý Mộ Bạch nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, bây giờ lại có thêm một Bạch Lê Hiên. Vòng xoáy lôi đình ngưng tụ từ kiếm mang lập tức nuốt chửng con dao lửa dài 10 trượng. Khiến kiếm mang càng trở nên chói mắt hơn, uy thế cũng mạnh hơn, kiếm mang trong tay Bạch Lê Hiên chứa đựng lôi quang chói mắt, gần như bao phủ một nửa đài Thăng Long, chèn ép đến mức Dương Liệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Kiếm ý lôi đình. Thủ đoạn này khiến rất nhiều yêu nghiệt trong 100 tuyển thủ mạnh nhất thay đổi sắc mặt. Bạch Lê Hiên này chẳng những có thánh thể mà còn có thiên phú kiếm đạo đáng sợ như thế, thật sự khiến người khác bất ngờ. Thiên phú quá đáng sợ. Khí thế thậm chí còn mạnh hơn kiếm ý thiên thiên viên mãn đỉnh phong của Lâm Nhất một chút. Sắc mặt của Dương Liệt trên đài Thăng Long trở nên vô cùng nặng nề, hắn ta không dám coi thường Bạch Lê Hiên thêm nữa. Phụt phụt phụt. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến động trời trên đài Thăng Long, chẳng mấy chốc đã giao thủ mấy chục chiêu. Đài Thăng Long rộng lớn, một nửa là biển lửa mịt mù, ánh lửa chiếu đỏ cả bầu trời. Một nửa còn lại chính là lôi đình ngưng tụ, kiếm ý cuồn cuộn không ngừng gieo hò, diễn hóa ra vô số dị tượng. Nhanh quá! Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, rất nhiều người đều không thể đuổi kịp bọn họ, không thấy rõ được động tác của bọn họ nữa. Trên vai hắn ta có một vết thương do kiếm gây ra cực kỳ đáng sợ, nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là hắn ta cảm thấy cả người đều vô cùng đau đớn. Trên người hắn ta hiện đầy tia sấm, thân thể cứng đờ, không thể cử động. Ngay cả muốn chịu thua cũng không được, trong mắt hắn ta lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cho dù Bạch Lê Hiên muốn giết chết hắn ta cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Trong dị tượng ánh lửa và tia chớp đan xen, một bóng người mặc áo trắng bước ra khí phách hơn người. Người đó chính là Bạch Lê Hiên, trên người hắn ta không dính chút bụi, thánh thể phát ra ánh sáng rực rỡ. Có điều sắc mặt hắn ta hơi tái, khóe miệng có máu chảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Thắng bại đã rõ. Bạch Lê Hiên cất kiếm vào trong vỏ, mái tóc dài nhẹ phấp phới, hắn ta nhếch môi, cười nói, Dương huynh có lẽ đã thấy bản lĩnh của tại hạ, ta không phải ngông cuồng, chỉ vừa đủ có thể thắng ngươi thôi. Chí khí cao tận tầng mây, ai còn trẻ không ngông cuồng. Phụt. Dương Liệt phun ra một ngụm máu tươi, vào khoảnh khắc Bạch Lê Hiên cất kiếm vào trong vỏ, hắn ta cảm nhận được kiếm ý lôi đình trên người đã yếu đi rất nhiều. Nếu không, có lẽ hắn ta còn không thể phun máu ra, sẽ càng khó chịu hơn. Lĩnh giáo được rồi. Dương Liệt ho khan mấy tiếng, trong mắt lộ vẻ chán nản, trận chiến này hắn ta thua là đúng. Đối thủ đường đường chính chính đánh bại hắn ta, không phải là vì may mắn, nói cách khác. Chiến đấu thêm 100 trận nữa thì hắn ta vẫn thua 100 trận. Hai người không phải đối thủ cùng một đẳng cấp. Nghĩ đến đi, Dương Liệt không khỏi thấy đau thương, lại nghĩ đến việc đối phương có thánh thể. E rằng sau này, không, e rằng cả đời này hắn ta đều không thể đuổi kịp đối phương.
Cảm giác này còn khó chịu hơn bị thương, đem lại đả kích rất lớn với hắn ta. Nhưng con đường võ đạo luôn tàn khốc như thế, lội ngược dòng không tiến ắt sẽ lùi, một khi bị người khác vượt qua thì rất khó có cơ hội trở mình. Ta chịu thua. Một lúc sau, Dương Liệt mới không cam lòng nói. Gào. Có tiếng rồng gầm thét vang lên, long ảnh bay ra từ trong cơ thể Bạch Lê Hiên, nuốt trọn hơn một nửa khí huyền hoàng của đối thủ. Long ảnh của Dương Liệt từ 7 trượng ngắn lại còn 3 trượng, trái tim hắn ta đang rỉ máu, sắc mặt không khỏi tái hơn. Oanh! Ánh sáng chớp lóe, long ảnh trên người Bạch Lê Hiên dài lên đến 9 trượng, trở thành kỳ tài thứ 5 đạt đến 9 trượng sau Tam Tiểu Vương và Lâm Nhất. Phương Hàn là quá bất ổn, Nguyệt Phi Vi thì tính cách bướng bỉnh, luôn có cảm giác không nghiêm túc cho lắm. Ha ha, cho dù thế nào thì quần long thịnh yếu lần này cũng quá xuất sắc. Điều không thể đoán được còn lại chính là trong nhóm 4, ai mới có thể giành được danh ngạch hạt giống đây, Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm khí huyền hoàng trên người Lâm Nhất. Có thể nói, trận chiến đặc sắc lần này đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, chiến thắng của Bạch Lê Hiên khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Khí phách thiếu niên và phong mang kia khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Chiến đấu theo nhóm đã sắp kết thúc, chỉ còn lại 3-4 vòng giao thủ cuối cùng. Tình cảnh không khỏi trở nên kịch liệt hơn. Danh ngạch hạt giống của các nhóm đã dần lộ rõ. Nhóm 1 là Triệu Vô Cực của Tử Lôi Tông, nhóm 2 là Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các, nhóm 3 chính là Vũ Hạo Thiên. Đại khái cũng giống như suy đoán trước kia của mọi người, những người giao thủ với họ gần như vừa đối mặt đã thua. Còn những người có thể khiến họ thấy áp lực, hoặc là có một chút cơ hội chiến thắng như Bạch Lê Hiên, Trúc Thanh Sơn, Khương Tử Diệp và Ô Tiếu Thiên thì lại rất bình tĩnh, thẳng thừng chịu thua. Bọn họ suy nghĩ rất thông suốt, không vào bảng 10, không để lộ lá bài tẩy thật sự trước mặt những người này. Dù sao một khi thua trận, rất có thể sẽ chết trong tay Tam Tiểu Vương. Còn về nhóm 4, sau khi Lâm Đào bị chém chết, tình thế vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Cả Lâm Nhất, Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch đều có cơ hội đạt được danh ngạch hạt giống. Bây giờ phải xem 3 người ai gặp ai trước, người còn lại sẽ giành được chút lợi thế, nhưng cũng sẽ không dễ dàng hơn là bao. Dù sao giữa 3 người đều phải luân phiên giao thủ với nhau, không thể nào tránh khỏi. Quy tắc của quần long tranh tài đã hạ tỷ lệ may mắn đến mức thấp nhất. Dù thật sự thua thì vẫn có một cơ hội khiêu chiến ngược dòng, thực lực mới là thứ tồn tại cuối cùng. Không lâu sau đó, Lâm Nhất lại xuất chiến. Đối thủ là yêu nghiệt hạng 20 mấy trên bảng Long Vân kỳ trước. Hắn cũng không lãng phí thời gian, sử dụng bá kiếm, một chiêu bôn lôi chảm điện, một chiêu kinh hồng phá nhật, sau đó là một chiêu tinh thần đại bạo, dễ dàng áp đảo đối thủ. Hắn chỉ còn lại 2 trận tỉ thí là với Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc, chỉ không biết sẽ gặp phải ai trước mà thôi. Dường như may mắn đã vẫy chào Lâm Nhất, sau khi hắn xuống đài, chỉ qua một vòng nữa. Giọng nói của trọng tài đã vang lên. Nhóm 4, Lý Mộ Bạch chiến đấu với Nam Cung Vãn Ngọc. Việc này đúng thật là vận may trêu người, nếu hai người này quyết đấu sinh tử, thì chắc chắn là một tin vui với Lâm Nhất. Lâm Nhất chỉ cười không nói gì. May mắn, thứ đó không tồn tại. Trước đó khi giao thủ với Lâm Đào, hắn đã để lộ lá bài tẩy Thương Long Cửu Biến. Nếu không bị lộ lá bài tẩy, có lẽ nếu gặp, khi giao thủ với Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch sẽ chiếm được không ít lợi thế. Rất khó có ai nghĩ rằng thân thể và quyền pháp của kiếm khách lại mạnh mẽ như thế. Trong quần long thịnh yến cũng không có cái gọi là may mắn, cao thủ chân chính chỉ có thể dựa vào thực lực thôi. Nhưng hai người giao thủ, Lâm Nhất nhất định sẽ học hỏi cẩn thận, hắn vẫn chưa tự cao đến mức coi trời bằng vung. Cả Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc đều là kẻ thù mạnh. Hơn nữa bọn họ còn chưa để lộ lá bài tẩy. Vụt. Hai tia kiếm quang lóe lên, Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc đồng thời lên đài Thăng Long, kiếm khí trên người hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn mạnh đến mức khiến người ta ghen tị. Kiếm ý vô hình thấp thoáng trên người, thậm chí ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy một chút dị tượng, đây là dấu hiệu kiếm ý tiên thiên mạnh mẽ đến cực hạn. Hai người miễn cưỡng có thể xem là bán bộ thông linh. Nhưng vẫn thua kém kiếm ý thông linh chân chính một bước.
Một bước này chênh lệch như trời với đất, không bước qua thì chỉ có thể ngước nhìn. Lần trước giao thủ có lẽ là 4 năm trước đúng không? Lý Mộ Bạch nhẹ giọng nói. 4 năm trước hắn ta thua Nam Cung Vãn Ngọc, mất đi danh hiệu đệ nhất kiếm khách của cổ vực Nam Hoa, cũng thường bị người khác lấy ra so sánh với đối phương. Nhưng người thật sự nổi tiếng khắp Nam Vực, như sấm bên tai vẫn là Nam Cung Vãn Ngọc. Mọi người chỉ quan tâm đệ nhất kiếm khách là ai, không ai sẽ quan tâm đến đệ nhị kiếm khách. Đối với Lý Mộ Bạch, không giành được danh hiệu đệ nhất mà chỉ là đệ nhị chính là một sự sỉ nhục với hắn ta, không có còn hơn. Tuy trông vẫn khá đặc sắc, nhưng suy cho cùng vẫn thiếu chút cảm giác gì đó, khiến người ta khá thất vọng. Xem ra Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch quyết tâm muốn giữ danh ngạch hạt giống trong tay mình rồi. Hai người dùng luận bàn quyết định thắng bại, ai thắng người đó sẽ là tuyển thủ hạt giống, đoán chừng chính là ý đồ như thế. Thật ra như thế cũng tốt, hai người vẫn rất có phong độ. Phong độ thì phong độ, nhưng hơi tiếc cho Lâm Nhất, hắn đã liều mạng với Lâm Đào như thế rồi. Trận chiến này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tiếc là nói về sự đặc sắc, nó còn không bằng trận chiến của Bạch Lê Hiên và Dương Liệt. Lâm Nhất thì không suy nghĩ nhiều như thế. Hắn nhìn chằm chằm hai người, không ngừng suy nghĩ. Ở trong mắt hắn, trận đấu của hai người vẫn khá là kích thích, cũng không hề nương tay. Tuy có chừng có mực, nhưng hai bên đều không ai nhịn ai, hai người đều muốn giành được danh ngạch hạt giống. Dù là hàn băng kiếm ý của Nam Cung Vãn Ngọc hay sơn hà kiếm ý của Lý Mộ Bạch đều khiến hắn mở rộng tầm mắt. Lợi hại, trước đó Ô Tiếu Thiên nói với mình Nam Cung Vãn Ngọc đi một con đường khác. Thì ra là thế này. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, dưới tình huống không thể nào nắm giữ được kiếm ý thông linh, Nam Cung Vãn Ngọc lĩnh ngộ ý chí hàn băng, để nó dung hợp hoàn mỹ với kiếm ý của bản thân, tạo thành một ý chí võ học hoàn toàn mới. Vừa có phong mang và sự dữ dội của kiếm đạo, còn có đặc tính của đạo hàn băng, nếu có thể phát huy đến mức tối đa thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Có điều đến lúc này, trông nó vẫn thua kiếm ý thông linh của hắn một chút. Kiếm ý thông linh từ cảnh giới vô hình đến vô hình mà có linh, nói thì nghe có vẻ không thuận miệng, nhưng giải thích ra cũng không quá phức tạp. Kiếm ý thiên thiên cần gia trì trên võ kỹ mới có thể thể hiện ra sức sát thương, khiến uy lực của kiếm pháp ban đầu tăng lên gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần, kinh khủng đến mức nghe thôi đã thấy sợ. Nhưng kiếm ý thông linh thì không như thế, nó có thể tồn tại một mình, đó chính là sự chênh lệch như trời với đất. Nếu kiếm ý ban đầu có thể chém gãy đại thụ chọc trời từ cách xa nghìn mét, nghiền nó thành bột, thì kiếm ý thông linh có thể khiến cổ thụ chọc trời không vỡ mà chết, nó có thể chém tan sức sống của đối phương. Kiếm ý thông linh vẫn là vô hình, nhưng nó có linh, chỉ có thông linh, cái vô hình mới có thể chém tan cái vô hình. Giống như trong quần Long Thịnh Yến này, lần đầu tiên Lâm Nhất ra sân, hắn chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến đối thủ khó chịu. Giống như đi một vòng trước quỷ môn quan. Không phải đối thủ gặp ảo giác, vì nếu hắn ta không chịu thua, Lâm Nhất chỉ cần tiến thêm một bước nữa đã có thể giết chết hắn ta. Chỉ khi Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch có thể lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý và sơn hà kiếm ý đến cảnh giới tương tự, bọn họ mới có thể miễn cưỡng sánh bằng hắn. Nếu không đẳng cấp của bọn họ không giống nhau, chính là cấp cao đánh cấp thấp tu luyện đến trình độ cao nhất cũng không thể chiến thắng được cấp cao. Nam Cung Vãn Ngọc sắp thắng rồi. Vào lúc mọi người đang vô cùng khiếp sợ, cảm thấy hai người khó phân thắng thua, Lâm Nhất đột nhiên cất lời. Chắc chắn như thế sao? Lâm Nhất vân vê cằm, ánh mắt chăm chú, hắn lặng lẽ sử dụng kiếm ý thông linh. Đài Thăng Long trong mắt hắn lập tức có thêm rất nhiều hình ảnh người thường không thể nhìn thấy. Núi sông của Lý Mộ Bạch đã tràn đầy lỗ hổng, gió lửa khắp nơi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Còn kiếm quang xung quanh cơ thể Nam Cung Vân Ngọc thì giống như một viên ngọc hàn băng xinh đẹp, trắng không tì vết, tản ra ánh sáng như lửa, cực kỳ chói mắt. Rắc, có tiếng ngọc vỡ vang lên, viên ngọc ầm ầm nổ tung, kiếm uy của Nam Cung Vãn Ngọc đột nhiên tăng vọt, trên đài Thăng Long, người ngoài nhìn thấy một tia kiếm quang rực rỡ không thể miêu tả được bằng lời, khi kiếm quang xuất hiện, vạn vật trên thế gian đều như mất đi màu sắc. Người xem chăm chú đến mức quên cả việc gieo hò. Hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Phụt.
Đến lúc lấy lại tinh thần đã thấy Lý Mộ Bạch không ngừng lùi về sau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ta sờ tay lên cổ, trên cổ có vết máu nhạt, mang theo cảm giác lạnh lẽo, khiến cả người hắn ta đều rất lạnh, không ngừng run rẩy. Tuy là luận bàn, nhưng chỉ cần chiêu kiếm cuối cùng dùng nhiều lực lượng hơn, hắn ta có thể sẽ phải chết. Trên đài đã phân thắng bại, khóe mắt Lâm Nhất có máu tươi chảy xuống. Đôi mắt của hắn bị thương rồi. Lâm Nhất, mắt của ngươi làm sao thế? Mấy người nhóm Mai Hộ Pháp hoảng hốt hét lên, sắc mặt thay đổi, trong thời điểm quan trọng này sao mắt có thể bị thương được? Không sao. Lâm Nhất nhắm mắt lại, an ủi mọi người không cần quá lo lắng. Nhưng hai mắt hắn cũng không mở ra, vẫn nhắm chặt như cũ, khiến mọi người thật sự hơi lo lắng. Dẫu sao chiến đấu theo nhóm sắp kết thúc, Lâm Nhất cũng sắp ra trận, đối thủ tiếp theo dù là Lý Mộ Bạch hay Nam Cung Vãn Ngọc đều vô cùng mạnh mẽ, không thể có chút sơ suất nào. Nguy hiểm quá! Lâm Nhất thầm nói một tiếng, hắn thật sự không ngờ hàn băng kiếm ý của Nam Cung Vãn Ngọc có thể tu luyện đến mức này. Lâm Nhất sử dụng kiếm ý thông linh, mỗi một chi tiết của đối phương đều phóng to gấp 10 lần, ánh sáng của kiếm ý mà người bình thường không thấy lại tựa như ngọn lửa trong mắt hắn. Có thể thấy quang mang của chiêu kiếm cuối cùng khiến Lâm Nhất thấy chói mắt đến mức nào, thật sự chẳng khác nào ánh mặt trời. Nhưng Lâm Nhất cũng có chút thu hoạch, trong chiêu kiếm rực rỡ nhất kia, cuối cùng hắn cũng nhìn ra chút sơ hở. Một lúc lâu sau đó, hắn mới từ từ mở mắt. Dù sao trong người hắn cũng có thương long cửu biến, một chút ngoại thương vẫn chưa đến mức thương gân động cốt, chỉ cần không phải bị thương lúc giao thủ sẽ không làm hại đến thân thể. Trên đài Thăng Long, sau khi Lý Mộ Bạch chịu thua, long ảnh trên người Nam Cung Vãn Ngọc lập tức dài tới 9 trượng, ánh sáng chói mắt, vô cùng dễ thấy. Chiêu kiếm cuối cùng tên là gì? Lý Mộ Bạch biết hắn ta thua là đúng, ngoài việc thấy mất mát thì vẫn khá bình tĩnh. Hồng ảnh, mộng đoạn thương tâm kiều, kinh hồng đến theo ảnh. Nam Cung Vãn Ngọc đáp. Lý Mộ Bạch đọc lại hai lần, có vẻ đang suy nghĩ, chiêu kiếm cuối cùng đúng là có ý cảnh kinh hồng theo ảnh. Nhưng mộng đoạn thương tâm kiều lại khá khó hiểu, có lẽ đây là sự chênh lệch giữa hắn ta với đối phương. Chẳng trách huynh lại thắng ta, chênh lệch giữa chúng ta thật sự là quá lớn. Lý Mộ Bạch cười một tiếng, không nói gì thêm. Oanh! Hai người biến thành kiếm bay lên không trung, tựa như kinh hồng, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt của mọi người. Không thể không nói, tuy trận chiến này là luận bàn có chừng mực, nhưng vẫn vô cùng đặc sắc. Chiêu kiếm cuối cùng của Nam Cung Vãn Ngọc có thể nói là cực kỳ bất ngờ, chỉ là thiếu đi chút kịch tính. Cùng lúc đó, trận chiến ở nhóm 3 cũng rất được mọi người quan tâm. Là Phương Hàn Lạc chiến đấu với Tuyệt Trần. Tuyệt Trần là người đứng thứ 7 trong bảng Long Vân kỳ trước. Tuy thua Tịch Phong một chiêu, nhưng trong các trận đấu sau đó, hắn ta đã hoàn toàn bộc lộ thực lực, khiến mọi người bất ngờ, Thanh Mộc Quyết tu luyện đến cảnh giới vô cùng cao khiến người ta phải tặc lưỡi. Sau mấy trăm chiêu, sắc mặt Phương Hàn Lạc tái mét, máu tươi trên miệng không ngừng chảy ra, trên người cũng vết thương chồng chất. Tình thế hoàn toàn không có khả năng thay đổi, nhưng hắn ta vẫn không chịu thua, vẫn đang dùng thủ đoạn như lúc trước. Ép bản thân đến bờ vực sinh tử để tìm kiếm đột phá. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn ta hơi ngây thơ, gặp phải Tuyệt Trần thật sự có thể bị đánh chết. Chủ yếu là cảnh giới của Phương Hàn Lạc đã rất cao rồi, muốn đột phá thêm cũng không còn dễ dàng như lúc trước. Hơn nữa Tuyệt Trần cũng không phải đối thủ bình thường, hắn ta giống như một dòng nước chảy trên cối xay, không cho ngươi một đòn chí mạng, từ từ mài mòn ngươi. Trên đài chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Thậm chí có thể nói là đẫm máu. Tuyệt Trần trông có vẻ rất khiêm tốn, nhưng một khi ra tay lại lạnh lùng như một khúc gỗ, hắn ta không nhanh không chậm ra tay. Sau lưng hắn ta có dị tượng xuất hiện, đó là một bãi biển mênh mông gợn sóng, trong sóng lớn có một gốc cây chọc trời như ẩn như hiện. Mỗi lần tấn công, Phương Hàn Lạc đều cảm giác như bị cành cây đánh vào người, máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất. Đến khi Phương Hàn Lạc muốn đánh trả, Tuyệt Trần lại không ngừng lùi lại như thủy triều, khiến hắn ta không thể đánh chúng. Trong lúc giao thủ, vết thương trên người Phương Hàn Lạc liên tục nhiều hơn, khiến người ta có cảm giác hắn ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng vào lúc mọi người cảm thấy Phương Hàn Lạc sắp chết, trên người hắn ta chợt bộc phát một khí thế đáng sợ. Khổ tận cam lai, uy áp tăng vọt, hắn ta giơ tay, dùng một đòn đánh tan sát chiêu của Tuyệt Trần. Bán bộ thiên phách. Chết tiệt, lại đột phá rồi. Tên này đúng là đánh mãi không chết, đã đến bước đường cùng thế này vẫn có thể trở mình. Võ giả trên khán đài thay đổi sắc mặt, không nhịn được thẳng thốt, thật sự hơi bất ngờ. Trong mắt Tuyệt Trần lộ vẻ khiếp sợ, vào lúc muốn lùi lại như thủy triều, hắn ta chợt phát hiện dưới đất đã phủ đầy xương lạnh từ bao giờ. Rắc rắc rắc. Dị tượng của hắn ta đang dần đóng băng, băng giá không ngừng lan ra. Lúc sắp lan đến toàn thân, Phương Hàn Lạc đột nhiên cười nói, ha ha, ta chịu thua. Long ảnh trên người Tuyệt Trần phóng ta, trong mắt hắn ta lộ vẻ tức giận, chắc chắn là người này muốn chịu thua để củng cố tu vi. Phương Hàn Lạc chẳng những đột phá tu vi, mà cả ý chí hàn băng đều có sự nâng cao, rõ ràng là xem hắn ta như đá mài dao. Sớm biết thế, khi nãy hắn ta đã nặng ta xử lý Phương Hàn Lạc luôn rồi. Ta quan sát hắn ta từ vòng tích điểm đến bây giờ, đúng là nhiều lần như thế rồi. Lúc đầu chỉ có thực lực bảng ngoài bảng Long Vân, bây giờ đã có tư cách tranh giành 10 vị trí đầu, quái vật. Quần Long Thịnh Yến này ngày càng khiến ta khó hiểu rồi. Trận chiến này cũng dẫn tới vô số lời bàn tán, Phương Hàn Lạc lại đột phá trước nguy hiểm một lần nữa, địa vị của hắn ta trong Tân Tú cũng được nâng cao, có thể sánh bằng với nhóm người Trúc Thanh Sơn. Không lâu sau đó, trận chiến của nhóm 2 cũng đã xong, trọng tài tuyên bố Viêm Long Tử thành công lấy được danh ngạch hạt giống. Không có ai không phục, cũng không có ai khiêu chiến. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Viêm Long Tử nở nụ cười lạnh lùng, quay lại chỗ ngồi của Thiên Yêu Các. Những lợi ích mà danh ngạch hạt giống đạt được quá rõ ràng, không phải chiến đấu một vòng, chắc chắn bước vào bảng 10, chiếm được lợi thế. Quy tắc như thế khiến cao thủ càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, vô hình chung, khiến cho việc khiêu chiến Tam Tiểu Vương của Tân Tú càng khó khăn hơn. Nhưng cũng không ai có thể nói gì, dù sao danh ngạch hạt giống này cũng giành được bằng thực lực, không phải là âm thầm quyết định. Sau đó nhóm 3 cũng đã đánh xong, không ngoài dự đoán, Vũ Hạo Thiên mạnh mẽ lấy được danh ngạch hạt giống. Đợi thêm lát nữa, tranh tài ở nhóm 1 cũng kết thúc, Triệu Vô Cực của Tử Lôi Tông lấy được danh ngạch hạt giống. Tam Tiểu Vương lập tức thể hiện khí phách, khiến mọi người phải cảm thán, suy cho cùng Tam Tiểu Vương vẫn không ai có thể chống lại, mạnh đến mức khiến người ta thấy tức giận. Chiến đấu theo nhóm sắp kết thúc, chỉ còn lại nhóm 4 vẫn còn đang chiến đấu. Nhóm 4 không có Tam Tiểu Vương, cho nên không có nhiều lượt chủ động chịu thua, thời gian kết thúc cũng sẽ chậm hơn các nhóm khác một chút. Lâm Nhất chiến đấu với Lý Mộ Bạch. Thời gian dần trôi, không lâu sau đó, nhóm 4 cũng chỉ còn lại 2 trận chiến. 2 trận chiến đều có liên quan đến Lâm Nhất, trọng tài vừa dứt lời, hắn và Lý Mộ Bạch lần lượt bước lên đài Thăng Long. Oanh! Vào khoảnh khắc hai người đáp xuống đất, trong cơ thể cả hai đều có tiếng kiếm reo vang lên, kiếm ý cuồn cuộn bay lên tận trời cao, thiên địa mất đi màu sắc, phong vân tịnh khởi. Khung cảnh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các thiên tài yêu nghiệt của các nhóm khác như Trúc Thanh Sơn, Bạch Lê Hiên, Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, thậm chí là cả Tam Tiểu Vương cũng đều chú ý đến trận chiến này. Trận chiến này rất quan trọng, nếu Lâm Nhất thua, thì trên cơ bản Nam Cung Vãn Ngọc đã chắc chắn có được danh ngạch hạt giống rồi. Còn nếu Lâm Nhất thắng, danh ngạch hạt giống vẫn sẽ tồn tại biến số. Ngươi chắc chứ? Việc này cũng không thành vấn đề với Lâm Nhất, hắn đã nhìn thấu chiêu pháp của đối phương, một chiêu và 100 chiêu cũng không khác gì nhau. Nếu thắng thua đã định sẵn, thì vẫn nên kết thúc nhanh chóng thì hơn, ngươi thấy sao? Lý Mộ Bạch nở nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên nói. Mọi người hiểu ra, xem ra trước đó Lý Mộ Bạch đã thua Nam Cung Vãn Ngọc, cho nên cũng không có hứng thú với Lâm Nhất cho lắm, không muốn dây dưa quá lâu. Vẫn chưa giao thủ đã tự tin thế này không tốt lắm đâu. Lâm Nhất nhìn hắn ta, nhắc nhở đối phương đừng lơ là, nếu không dù thắng cũng rất nhàm chán. Lý Mộ Bạch lắc đầu, thầm nghĩ Lâm Nhất vẫn không hiểu ý hắn ta. Một lúc sau, hắn ta giải thích, không phải là tự tin, chỉ là chênh lệch giữa hai chúng ta như trời với đất,
ta là mây trắng trên bầu trời, còn ngươi là bùn đen dưới đất, những gì chúng ta nhìn thấy cũng rất khác nhau. Ta là chim ưng ngắm nhìn thiên địa rộng lớn, còn ngươi chỉ là một con kiến mạnh nhất trong một bầy kiến. Dù thân thể có mạnh đến mức nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngươi là một con kiến. Lâm Nhất, ta và ngươi không giống nhau. Lý Mộ Bạch nhìn về phía Lâm Nhất, rất nghiêm túc nói, hắn muốn đối phương nhìn rõ sự thật này. Tuy hắn ta thua Nam Cung Vãn Ngọc, nhưng hai người vẫn xem như đối thủ cùng đẳng cấp, còn những kiếm khách khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn ta. Đúng, ta và ngươi không giống nhau. Lâm Nhất cũng không phản bác, bình tĩnh đáp. Không, ngươi không hiểu hàm ý trong câu nói này, nhưng ngươi sẽ hiểu được nhanh thôi. Lý Mộ Bạch vẫn đang cười. Nói xong, hai người lùi về sau kéo giãn khoảng cách, cô đọng uy thế, chuẩn bị sử dụng một chiêu kiếm quyết định thắng thua. Một tiếng keng vang lên, Lý Mộ Bạch rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ đài Thăng Long. Hắn ta đâm một kiếm lên không trung, sau lưng xuất hiện núi xuyên qua sông, chằng chịt khắp nơi, thành trì lầu các cũng mọc lên, đây chính là dị tượng rộng lớn mà Sơn Hà kiếm ý diễn hóa ra. Ầm. Oanh. Nhưng khi chiêu kiếm sắp đâm tới, Lâm Nhất đột nhiên di chuyển, kiếm của hắn vẫn nằm trong vỏ, đâm ra ngoài nhanh như tia chớp. Chiêu kiếm này của hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ thúc dục kiếm ý tiên thiên đến mức tối đa khiến nó di chuyển nhanh hơn. Bất động như núi, hành động như sấm. Ầm. Trong tiếng vang chấn động đất trời, vỏ kiếm của Lâm Nhất đâm lên ngực Lý Mộ Bạch, Sơn Hà vạn dặm. Thành trì lầu các sau lưng hắn ta lập tức sụp đổ, biến thành cho bụi. Kiếm trong tay Lý Mộ Bạch chỉ cách trước ngực Lâm Nhất nửa tấc, nhưng nửa tấc này lại như rất xa xôi, không thể nào vượt qua. Rắc. Tiếng chân nguyên hộ thể vỡ tan vang lên, Lý Mộ Bạch phun ra một ngụm máu, hắn ta bị đánh bay với tốc độ rất nhanh, ngã lộn nhào mấy vòng dưới đất. Vụt. Nhanh, nhanh quá đi mất. Tình thế thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Rõ ràng Lý Mộ Bạch đã nắm chặt phần thắng, áp đảo tấn công lại bị đánh bay ra ngoài, trở nên vô cùng chật vật. Sao có thể? Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh này với vẻ khó tin. Lý Mộ Bạch thầm thấy chấn động, trong mắt hắn ta lộ vẻ ngạc nhiên cực độ, hoàn toàn không thể tin rằng hắn ta đã thua. Không, ngươi vẫn chưa xuất kiếm, chiêu này không tính. Đến khi lấy lại tinh thần. Lý Mộ Bạch tát mạnh một cái lên mặt mình, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Chưa xuất kiếm. Được thôi. Lâm Nhất giơ tay rút kiếm, chân nguyên ra chỉ kiếm ý, kiếm táng hoa nhanh chóng ra khỏi vỏ. Oanh, kiếm âm dao động, kiếm táng hoa như thương long gào thét, bay khỏi tay hắn. Chiêu kiếm này chính là thức mở đầu của bá kiếm, một kiếm chặt đứt mây trôi, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chém dọc tám hướng. Một kiếm quét ngang bốn bể. Mây răng chín tầng, bốn phương tám hướng. Phụt. Lý Mộ Bạch vừa đứng dậy, chiêu kiếm này đã như rồng đánh tới, lập tức đâm thủng ngực hắn ta. Sắc mặt hắn ta thoáng chốc trở nên tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ta vội ném kiếm đi, hai tay nắm lấy kiếm táng hoa, muốn ngăn cản nó xuyên qua ngực mình. 8.000 năm công danh phủ bụi, 9 vạn dặm kiếm quang tung hoành. Hạo Nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Bá kiếm dương oai, ai cùng ta tranh phong. Bá kiếm dương oai, ai cùng ta tranh phong. Lý Mộ Bạch bị ghim trên pho tượng thần long, hai tay nắm lấy kiếm táng hoa như muốn rút nó ra, nhưng cho dù dùng bao nhiêu sức cũng không làm được. Thanh kiếm kia chứa đựng kiếm thế vô biên, giống như một cây kim chấn biển, ghim hắn ta lại bên trên. Sắc mặt Lý Mộ Bạch tái mét, nghe thấy lời của Lâm Nhất. Hắn ta lại tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là một tên vô dụng. Sỉ nhục một cách ngang nhiên như thế, khiến hắn ta mất hết mặt muốn, tức đến mức nói không nên lời. Ta không giống với ngươi. Không, ngươi không hiểu, nhưng ngươi sẽ hiểu được nhanh thôi. Ta là mây trắng trên bầu trời, còn ngươi là bùn đen dưới đất, những gì chúng ta nhìn thấy cũng rất khác nhau. Dù con kiến có mạnh đến mức nào cũng chỉ là một con kiến. Hai chúng ta không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Lời nói trước kia của hắn ta như đang vang vọng bên tai, bây giờ nghĩ lại, nó giống như một bạt tai vang dội tát lên mặt hắn ta.
bị người khác dùng một kiếm treo trên pho tượng thần long, có thể nói Lý Mộ Bạch chính là tuyển thủ thê thảm nhất trong quần long thịnh yến từ trước đến giờ. Nghĩ đến thân phận nam hoa thất anh của hắn ta, mọi người lại tặc lưỡi, tỏ vẻ khó tin. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, sức công phá của tình cảnh này quá lớn, không ai ngờ rằng Lâm Nhất chỉ sử dụng một chiêu đã áp đảo được Lý Mộ Bạch. Những người xem trọng Lý Mộ Bạch trước đó đều trợn tròn mắt, nhìn Lâm Nhất với vẻ không thể tin được. Không thể nào, sao hắn ta có thể làm được? Viêm Long Tử trong Thiên Yêu Các tỏ vẻ giật mình, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được chút áp lực từ Lâm Nhất. Quá mạnh mẽ! Có thể giết chết Lâm Đào, Lâm Nhất đã từ chiến mã biến thành chiến mã tuyệt thế rồi, bây giờ còn dùng một kiếm đánh bại cả Lý Mộ Bạch nữa. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu Tam Tiểu Vương không xuất hiện, ai mới có thể áp đảo được hắn. Lâm Nhất hờ hững đứng trên đài Thăng Long, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Bạch. Trước giờ hắn đều không phải người tốt lành gì, hắn chỉ là lười quan tâm mấy tên hống hách này. Nhưng Lý Mộ Bạch lại hơi quá đáng, hơn nữa còn nói hắn không cùng đẳng cấp, những lời như thế khiến Lâm Nhất cảm thấy rất chói tai. Cái gì mà ngươi là mây trắng trên bầu trời? Còn ta là bùn đen dưới đất, khác nhau một trời một vực chứ. Con kiến dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một con kiến mà thôi, vòng vo mắng Lâm Nhất hắn chỉ là một loài run rế à. Làm nhục hắn đã đành còn làm ra vẻ thanh cao thoát tục, ngoài trừ buồn nôn ra thì Lâm Nhất không còn từ nào để miêu tả. Nếu như hôm nay người này chiến thắng, nói không chừng còn làm nhục hắn đến mức nào nữa cơ chứ. Thích ra vẻ à, vậy treo ngươi lên. Để xem còn ra vẻ trước mặt mọi người được nữa không? Vừa nghĩ đến, Lâm Nhất do dự nói, Lý Mộ Bạch, trước đó ngươi nói chỉ dùng một chiêu phân thắng bại, trái lại giờ thua rồi không chịu nhận sao? Bốp, bốp! Những lời này có khác gì hung hăng quất cho Lý Mộ Bạch mấy bạt tai, rõ ràng đã nói một chiêu có thể đánh bại người ta, kết quả lại thua không chịu nhận. Thảm quá! Thật sự thảm quá! Đây khác nào bị Lâm Nhất treo lên làm nhục chứ? Đường đường là đệ tử chân truyền của người đứng đầu Thiên Kiếm Tông, e rằng chưa từng bị sỉ nhục như thế, Lâm Nhất có hơi ác quá rồi. Ác thật chứ, nhưng mà đổi lại là ta thì ta cũng chịu không nổi ngữ khí này, những lời Lý Mộ Bạch nói ra trước đó quả thật có hơi quá đáng. Liên tục vặn vẹo làm nhục Lâm Nhất, đã sắp giao thủ rồi mà còn người không hiểu này không hiểu nọ. Lâm Nhất cũng đã cho hắn bậc thang. Vậy mà còn cố ý bôi nhọ Lâm Nhất. Ha ha, đây là hậu quả của việc hay thích ra vẻ. Đám đông bừng tỉnh trước kết cục thảm thương của Lý Mộ Bạch, người đáng thương nhất cũng là người đáng hận nhất. Ta, nhận thua. Lý Mộ Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cắn răng nghiến lợi nói. Oanh! Cứu người đi! Hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cùng lúc phái người đến trước hồ nước Lý Mộ Bạch rơi xuống. Nhanh chóng kéo hắn ta lên. Nhưng Lý Mộ Bạch đã đau đến bất tỉnh, sau khi kiểm tra vết thương, trưởng lão của Thiên Kiếm Tông mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vết thương lệch tim mấy tấc, nếu không ắt hẳn Lý Mộ Bạch chắc chắn đã bỏ mạng, suy cho cùng Lâm Nhất vẫn không diệt tận. Nam Cung Sư Huynh, tên Lâm Nhất này thật sự quá mạnh, chỉ một kiếm đã đánh bại Lý Mộ Bạch. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Lâm Nhất, đệ tử của Bắc Tuyết Sơn Trang đều cảm thấy những trận về sau càng thêm áp lực. Sắc mặt Nam Cung Vãn Ngọc bình tĩnh, cười nói, ngươi phải nhớ kỹ một câu, mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật. Rất nhiều sự việc chỉ có kiếm khách chân chính vừa nhìn là có thể phân biệt thật hư, giải thích lại quá phiền toái. Đương nhiên Nam Cung Vãn Ngọc biết tại sao Lý Mộ Bạch lại thảm bại như vậy, chỉ là lười nhiều lời giải thích. Sau khi Lâm Nhất rời khỏi, vẻ mặt đám người phong giã của đế quốc Đại Tần và Tư Tuyết Hy hết sức sợ hãi, nhìn hắn như nhìn thấy quái vật vậy. Chỉ dùng một chiêu kiếm đã đánh bại Lý Mộ Bạch trong tích tắc. Sức mạnh của Lâm Nhất có hơi vượt quá tầm mắt của bọn họ. Cũng không rõ đến tột cùng do Lâm Nhất quá mạnh hay vì Lý Mộ Bạch quá yếu, quả thật khó bề tưởng tượng. Không riêng bọn họ, toàn bộ hiện trường cũng có cùng thắc mắc đó. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của bọn họ. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi nói rõ lý do. Đương nhiên không phải do Lý Mộ Bạch quá yếu, nếu như đây là lần đầu mình giao thủ cùng hắn ta, trận chiến này e rằng không nhẹ nhàng như trận đấu với Lâm Đào. Có lẽ hắn đã nhìn thấu sơ hở của đối phương,
thế nên chuyện đã khác. Bất kỳ kiếm pháp nào cũng sẽ có kẽ hở, kiếm pháp của Lâm Nhất cũng vậy, chẳng qua là ngươi có nhìn thấu được hay không mà thôi. Chỗ sơ hở có lớn có nhỏ, mà Lý Mộ Bạch bị nhìn thấu kẽ hở lại là sơ hở thuộc cấp chí mạng. Cũng giống như gỗ xếp chồng lên nhau, chỉ cần rút lấy cây then chốt, thì tòa lầu cao vạn trượng cũng sẽ sụp đổ ầm ầm. Lý Mộ Bạch bị chính là do đó, điểm chí mạng của hắn ta chính là cây gỗ then chốt kia. Trừ khi bản thân hắn ta có thể bổ khuyết, hoặc là Lâm Nhất chủ động nói cho hắn ta biết, nếu không thì có giao thủ bao nhiêu lần cũng sẽ bị đánh bại chỉ trong vòng một chiêu. Xem như do ta phát hiện điểm chí mạng của ngươi, e rằng không đánh bại được ngươi cũng khó, suy cho cùng cũng do ngươi chưa đủ mạnh. Sau khi Phong Dã nghe xong thì lập tức nhìn thấu được mấu chốt trong đó. Quả thật là như vậy. Trái lại Lâm Nhất cũng không phủ nhận. Ít nhất cũng một nửa. Lâm Nhất tương đối bảo thủ, cũng không nói rõ tới cùng. Những người khác lại kinh ngạc không thôi, ít nhất một nửa cũng tự tin quá rồi. Nam Cung Vãn Ngọc kia không hề yếu đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.